Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 03 của Chính phủ, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ của Ủy ban này. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đối với 8 đồng chí. Ông Lê Triệu Dũng, Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tin tưởng các đồng chí trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới tư duy để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công thương trong thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cần tập trung kiện toàn, tổ chức bộ máy, xây dựng kế hoạch hành động, chương trình công tác, quy chế hoạt động để triển khai công việc, chủ động trong tham mưu thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về lĩnh vực cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp, tập trung triển khai các hoạt động về tố tụng cạnh tranh, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và góp phần nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế đất nước.